Hello, xin chào toàn thể anh em. Và hôm nay sau bao ngày chờ đợi thì hàng của em cuối cùng đã về. Em đặt từ cuối tháng 5 mà bây giờ là đến giữa tháng 6 này mới về được rồi. Tưởng là không về được luôn á. Hàng nằm ở biên giới hơi bị lâu. Rất nhiều anh em hỏi là cái dòng máy này shop chưa về à? Này kia thì hôm nay cuối cùng hàng cũng về được. Thật sự là rất lắm ruột. Để về thì cũng bị mốc méo này này. Anh em nhìn thấy này. Nhưng mà thôi, không sao. Về được là tốt rồi. Thì đây là chiếc máy Dokio AC. Trên tay em là máy 7.000. Máy này thì giá rẻ mà dùng rất là ok. Nói chung là cái máy này đang rất là hot đấy. Đấy, cối kim loại. Toàn bộ kim loại này. Tay kim loại luôn. Thì ở hàng này thì các shop thì về 5.000, 6.000, 7.000. Nhưng riêng shop em là về từ 2.000 đến 7.000 luôn. Đây số lượng đây. Đấy. Nói sơ qua này cho anh em biết là shop mình đang về hàng. Còn bây giờ ở đây nó rất là ồn. Đấy, các bác biết là đường xe nó đi thế này thì làm sao chịu nổi. Bây giờ em sẽ mang từ 2.000 đến 7.000 lên vào trong nhà để review cho các bác xem chi tiết cụ thể. Đấy, hàng hôm nay em về là đây là riêng về máy câu AC. Còn là về dây rồi cước các thứ em về đã về và em để trên lầu rồi. Đây. AC 5.000 này. AC 6 rồi. Nói chung là từ 2.000 đến 7.000. Em về đầy đủ size đấy cho anh em câu lua rồi câu hồ các thứ đầy đủ. Thì máy này chắc chắn em đoán chắc chắn là nó sẽ rất hot trong năm nay. Rồi xin chào và hẹn gặp các bác ở trong nhà. Hello, xin chào anh em. Thì như vừa nãy em vừa mới giới thiệu tới anh em là hàng hôm nay em đã về. Thì như trên màn hình anh em đang thấy là bên em có đủ 6 size của máy Dokio AC. Là có từ 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 và 7.000. Đấy. Đây, cái máy này bây giờ hiện tại đang cực kỳ hot, rất rất hot. Vì sao nó hot? Vì nó thắng luôn là nó phải phù hợp, giá rẻ. Giá rẻ, chất lượng ok. Nhưng mà chất lượng so với giá là nó thật sự luôn là với cái giá này thì trong cái này thì không có một chiếc nào, em đánh giá là không có một chiếc nào vượt qua được. Và em dự định, không phải dự định mà sẽ chắc chắn là chiếc máy này sẽ đẩy lùi những chiếc máy Zumushi. Bởi vì sao? Những chiếc máy Zumushi thì tay nó vẫn là bằng nhựa. Còn đây là được cái tay kim loại này. Máy mà bản thân máy 7.000 nó sẽ to hơn là máy Zumushi. Đẹp nó cũng đẹp hơn. Em đánh giá như vậy. Đây này. Đây nha, các bác nhìn cối này, cối kim loại, tay quay kim loại. Và cối của nó cắt CNC cực kỳ đẹp. Màu chủ đạo thì màu đen vàng. Nói chung cái màu đen này thì vẫn là nhiều người sử dụng nhất. Vì nó sạch sẽ, dễ kết hợp với các loại cần. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cắt CNC rất là đẹp. Đây, bên trong cũng rất là sạch sẽ. Đấy. Thông số vào cước của nó là 0.45 này, 190m này. Đấy, còn dây nhỏ là 0.35 được 300m. Đấy. Đây, tỷ số chuyển động của nó đây là 5.2:1. Đây, tiện đây em giới thiệu cái trục của nó luôn. Cả bánh răng đều là kim loại hết. Đấy, làm rất đẹp. Kêu nghe rất là sướng tai. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rất là sạch sẽ đẹp. Gạt đây. Đấy, thì shop em có từ
2.000 đến 7.000. Bây giờ em sẽ review từ 2.000 đến 7.000 cho anh em thấy. Đây 3.000 này. Đây. Như trên tay em là chiếc 2.000. Những chiếc 2.000, 3.000, 4.000 anh em có thể dùng làm dùng câu lua. Rất là ok. Tay quay thì vẫn là đổi trái phải được. Chứ không phải là đấy, cốt cạnh lục giác trong có bi nha. Cái này là có hỗ trợ bi đây nên quay rất là nhẹ. Vòng tua của nó là vẫn là 5.2/1. Đấy. Đây còn chỉ thông số vào dây của nó này. Không chấm 30 là 130m này. Đấy, đây là size 2.000 nhỏ nhất. Tiếp theo là size 3.000. 3.000 nó cũng lớn hơn một chút. Mỗi thứ một chút, hơn một chút thôi. Đây 0.30 là 150m. Cái 2.000 thì 0.30 140m, 3.000 thì 0.30 150m. Đấy. Tiếp theo là 4.000. 0.40 được 85m này. 0.30 160m. Đấy. Những cái 4.000, 5.000, 6.000 anh em có thể câu lăng xê được rồi. Còn những cái 6.000, 7.000 thì anh em có thể đánh hồ dịch vụ. Rất là vô tư. Đấy, cái 5.000 là 0.30, 190m này. 0.40, 100m. Đây là máy AC 6.000. Không chấm 45 là 170m này. Đấy, từ 6.000, 7.000 bắt đầu máy nó lớn, cuốn được nhiều dây. Đấy, con 7.000 đây, cái lực siết của nó cũng rất là chặt. Không chấm 45 là 190m. Đấy, thì với dòng máy này thì nói chung là mỗi người một ý kiến. Đấy, nhưng riêng bản thân em đánh giá thì với cái mức giá này thì không có nào vượt qua được. Riêng trong năm nay, còn những năm sau thì nó sẽ cải tiến thì không biết, nhưng riêng năm nay thì chắc không có nào vượt được con này rồi. Bởi vì một dòng máy này các bác nhìn này, vừa đẹp, rẻ, bền. Đấy. So với các đối thủ mình phải so đánh giá với các dòng máy giá tương tự. Đấy. Thì chắc là không có nào vượt được con này. Anh em cũng thấy rồi. Đấy, thì giá của nó tí nữa em sẽ để từ tiêu đề từ 2.000 đến 7.000. Anh em cứ dựa vào đấy mà mua. Vì hàng lần này em về thì như lúc nãy các bác cũng thấy rồi. Để về là tương đối để phân chia cho anh em, bán cho anh em. Thì bác nào ưng ý thì cứ gọi trực tiếp cho số điện thoại 098 513 6786 để đặt mua hàng. Đấy, các bác ở xa thì cứ đặt mua. Cái giá trên này, giá trên tiêu đề là chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy. Thì các bác mua thì phải chịu thêm phí ship. Còn anh em ở gần thì cứ đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ 37 đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, để mua hàng, vừa xem hàng vừa mua. Còn các bác ở xa thì cứ kiểm tra hàng trước, ưng ý thì lấy, không ưng thì thôi. Con này thì nó thẳng ra là nếu mà các bác không có ý định lấy thì thôi, chứ có ý định lấy thì chắc chắn là phải mua rồi, để nó quá đẹp.